Hôm bữa đi ăn chị chủ quán thấy trắng quá trời, chị nói bữa nào có ghé nữa thì đem cho chị một hũ. Chị nói là lo nấu ăn không à, lâu lắm rồi không có thoa kem. Da của chị bây giờ chai lì luôn rồi. Chị sử dụng cũng rất là nhiều loại kem rồi mà nó không có nâng tông nổi. Thấy em trắng phát ham quá trời luôn. Em chọn cho chị một hũ tẩy thiệt là mạnh để chị kịp trắng ăn Tết nha. Với da của chị em thấy hơi khô, cho nên là em mix Vaseline vàng, có cấp ẩm cấp nước cho da, với lại cũng có thành phần chống nắng. Tẩy mạnh thì không thể nào thiếu bạch ngọc liên. Em không cho hết hũ vì trong đây đã có kích trắng Arbutin 3C3 rồi nè. Chỉ còn thêm 3/4 hũ nữa đã đủ trắng banh sát rồi nha. Hũ kem này đầy đủ các yếu tố luôn, vừa tẩy mạnh trắng nhanh, vừa cấp ẩm cấp nước chống nắng cho da, có độ make up nhẹ trên da luôn. Mùi thơm thì xuất sắc luôn nha chị em. Đánh một chút xíu thôi thì cái chất kem nó sẽ đều lên như thế này, cái chất kem đúng xịn luôn nha mấy bà. Thoa đến đâu là thấm nhanh đến đó, không hề bớt rít hay để lộ vân kem luôn. Xài hết một hũ này thôi là trắng bạch tạng luôn đó chị em ơi. Hôm trước em thấy có một chị bảo là cái lọ này nó còn trắng hơn bạch ngọc liên nữa. Nhưng mà khi em lấy về để em test á thì không có đúng nha. Theo cảm nhận của em á thì em này trắng ngang tầm với Olay. Chất kem thoa lên rất là mát và thoa bao nhiêu cũng thấm luôn mọi người ơi. Như mọi người cũng đã biết là cái công thức này là công thức trắng nhất của nhà em đúng không? Da của ai mà ở tông vàng á thì dùng một hũ là trắng. Còn da mà đen quá đi thì 2 cho tới 3 hũ là ok. Cái công thức này thì là vừa tẩy vừa dưỡng cho nên mấy chị có thể sử dụng lâu dài được luôn. Những cái thành phần này thì mọi người đã quá quen thuộc rồi. Nhưng mà em vẫn sẽ nói lại cho những ai mà chưa biết đến công thức mix này nha. Gồm có một tuyết Vaseline màu xanh 10x của Thái Lan, một hộp kem tẩy bạch ngọc liên đỏ, một ít lotion bạch ngọc liên. Cái hũ mà em đang cho vào thì nó có chứa 4% alpha butin, 4% kojic acid, vitamin C, toàn là những thành phần xịn sò không luôn mọi người ơi. Em này trị nứt nỉ và sạm da là số 1 luôn. Một hũ nhỏ như vậy thôi nhưng mà gần 400.000 đó mọi người. Nhưng mà nhìn vào bảng thành phần xong thì em thấy rất là xứng đáng với giá tiền. Những thành phần còn lại là kem chống nắng, Vaseline, serum the eo khử thâm, viên kích trắng alpha butin, một gói bôn dưỡng trắng hồng, một tuyếp Olay BB Bright. Ngoài ra thì em còn có cho thêm một cái thành phần độc quyền, đó là thành phần làm dịu và phục hồi da, bởi vì kem này là có chứa thành phần tẩy đó mọi người, nhưng mà xài vẫn cực kỳ an toàn. Mấy chị sau sinh hoặc là những làn da mà nhạy cảm nhất vẫn có thể sử dụng được lâu dài luôn. Đối với những chị có làn da trắng nhưng rất dễ bị ăn nắng nên trở nên sạm đen thì rất nên sử dụng kem Body Mist vì nó có chức năng phục hồi da nên sẽ nhanh chóng lấy lại làn da trắng sáng của các chị nhanh nhất có thể luôn. Đối với những chị mà có làn da như em vừa mới nói thì chỉ cần tắm dưỡng và sử dụng kem thì sẽ cho kết quả tối đa rồi nha. Còn đối với những chị mà có làn da trắng rồi nhưng chưa được sáng kiểu nổi bật, muốn da trắng sáng nhiều hơn thì nên sử dụng kem Body Mist luôn. Đảm bảo là da của mấy chị sẽ luôn trong trạng thái bừng sáng cả ngày và đêm. Điều quan trọng là kem Body Mist có tác dụng phục hồi hoàn toàn, không gây trắng ảo, tắm không trôi, ngưng sử dụng không bị đen lại. Muốn da trắng, trước tiên mấy chị nên sử dụng một sản phẩm tốt, tiếp theo đó là kiên trì siêng năng sử dụng. Như vậy thì làn da của mấy chị mới có thể thay đổi được. Body Mist có chứa BHA và retinol, trắng như kem trộn nhưng lại thấm và dễ tán như kem công ty. Được mix từ những thành phần cao cấp và chính hãng, có chứa thành phần tẩy mạnh giúp da trắng mạnh sau 7 ngày nhưng hoàn toàn an toàn cho da. Chất kem mịn như nhung, không quá đặc cũng không quá lỏng như lotion mà ở mức giữa, cực kỳ vừa phải, dễ tán, thấm ngay vào da. Kem có hiệu ứng nâng tông nhẹ và dưỡng trắng mạnh sau 7 ngày là mờ khuyết điểm da. Xài kem mạnh của bà bữa giờ trắng tươi trắng bóc rồi, đi tới đâu ai cũng khen hết trơn á. Bây giờ bà trộn cho tôi một cái hũ kem dưỡng để giữ tông da, nâng tông da trắng thêm từ từ cũng được nữa mà chống nắng tốt, trộn liền cho tôi đi. Tưởng chuyện gì chứ trộn kem thì quá đơn giản với tôi rồi. Đầu tiên để mà chống nắng tốt thì tôi sẽ mix cái chai Vaseline 50+. Kế tiếp sẽ là hai hũ kem Enova, một hũ kem Ocean New Today giúp làm mờ thâm sáng mịn điều màu da. Không những dưỡng tốt mà nó còn giúp da của mình sáng mịn điều màu hơn. Tôi lấy muỗng nạo xong rồi tôi còn lấy phớ vét lại sạch sành xanh. Kế tiếp sẽ là một hũ kem Body truyền trắng. Vì trong hũ kem này nó có thành phần cấp ẩm dưỡng ẩm cho da, mềm mịn và căng mướt da. Không những da trắng thôi là ok, còn phải trắng khỏe và trắng phát sáng nữa nha mấy bà. Và cuối cùng sẽ là 5 viên kích trắng alpha butin chống nắng. Vậy là xong rồi đó, bây giờ mình chỉ còn dùng máy đánh đều lên nữa là ok. Bà nào da có tông sẵn hay da trắng rồi muốn xài cái dòng kem dưỡng để giữ tông da, nâng tông da trắng hơn từ từ thì cứ ginh ngay một hũ kem này cho tôi nha. Chất kem mịn mướt thoa tới đâu là thấm tới đó, không bết kích không để lộ vân kem, đặc biệt rất là thơm và có độ make up trên da luôn đó.